Thưa khán giả, dự án xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai được thực hiện tại quyền kế sách từ năm 2016, với mục tiêu giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương có khả năng ứng phó tốt hơn với các mối nguy hại môi trường khó lường. Một trong những hoạt động nổi bật của dự án là hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn thực hiện các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu như nuôi gà đen, nuôi ốc bưu đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế gia đình ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình về hiệu quả của các mô hình này. Cuối năm 2021, anh Lê Trường Giang ở xã An Mỹ được Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển quyền kế sách hỗ trợ 20.000 con ốc bù giống để phát triển sinh kế. Anh Giang tận dụng các loại trái cây có sẵn trong vườn nhà như mít, ổi, xoài, cho đến các loại bèo tay, bèo tay tượng để làm thức ăn cho ốc. Sau hơn 7 tháng, ốc đạt yêu cầu về trọng lượng từ 25 đến 30 con một kg, thịt dai ngon dễ bán. Nhận thấy hiệu quả nên anh Giang tiếp tục nhân rộng mô hình. Hiện tại với diện tích 3 000 m vuông mặt nước, hàng tháng anh Giang thu lợi từ việc bán ốc thương phẩm hơn 3 triệu đồng. Thì mình đâu có tóm chi phí gì đâu. Mình chủ yếu mình có con ốc giống rồi có trứng nở áp nở là mình cứ đẻ đó để xe dòng mình bán hàng tháng rồi mình việc bỏ công thôi là những cũng được đỡ nói chung cũng phụ giúp được phần trong gia đình à, thức ăn thì những cây trái mà nó bị hư hoặc là bị mà mình chín cây trái chín ngoài vườn mình không có thu hoạch kịp á cái ba cái rau củ này kia hư là mình cái thể cho nó ăn thôi là cũng ít tốn cái thức ăn lắm như mà bèo rồi bèo qua dâu rồi bèo này kia đó là giải xuống cho nó ăn cùng ở xã An Mỹ, gia đình anh Trần Thanh Tuấn cũng đã có nguồn thu nhập ổn định từ nuôi gà đen hay còn gọi là gà hơ mông. Tháng 8 năm 2022, anh được ban quản lý hỗ trợ 100 con gà giống và một máy ấp trứng để thực hiện mô hình. Sau 3 tháng, chế đình xuất chuồng 30 con gà thịt, giá 100 đến 120 000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, còn lời 8 triệu đồng. Số gà còn lại, anh dùng làm giống để nhân đàn. Cái này thì lợi hơn cái gà nồi mình. Cái gà nồi mình nuôi thấy gì chứ cái giá nó bất bên quá. À. Gà thì nó lúc đầu thì trước khi nuôi thì giá có mà tới chừng xúc chuồng thì giá không có có như con gà này con gà này thì cái giá quân bình thì nó cả nằm cái trăm ngàn thì nuôi thấy có lời rồi. tôi thì thấy chăm sóc nó dễ nuôi hơn con gà nồi mình nhiều vậy là em nuôi thuốc men chuồng chạy thì em cũng vệ sinh hoài vậy đó hai ba ngày là em vệ sinh chuồng chạy nước nâu thuốc men thì em cho uống định kỳ kết hợp à, gãi thức ăn rồi thì trưa rồi cả tám chín giờ đó mình lấy rau mình cho nó ăn dậm thêm theo Ban Quản lý giai đoạn 2, 2020-2022, mô hình nuôi ốc bua đen được triển khai vào cuối năm 2021 với 7 hộ nuôi tại xã An Mỹ. Còn mô hình nuôi gà hơm mông triển khai vào đầu tháng 10 năm 2022 với 70 hộ nuôi tại các xã An Mỹ, Kế Thành, Thới An Hội. Theo đó, đối với hộ nuôi ốc, sẽ được hỗ trợ 20.000 con ốc giống, dôi xử lý ao, khoáng phòng trị bệnh, gieo dưỡng ốc. Còn mô hình nuôi gà hơm mông, mỗi hộ được hỗ trợ 100 con gà giống, một máy ấp trứng. Định hướng năm 2023, mô hình nuôi ốc ấy, thì đang dự kiến là sẽ triển khai cái mô hình là ốc cấp biết để tăng cái giá trị kinh tế của của ốc và sẽ có thể là sẽ thành lập cái tổ hợp tác để bà con có thể tự thành một nhóm để bà con làm với nhau vừa bán ốc thịt ngoài địa phương hai nữa là có thể là bán được cái cái ốc cấp biết để bán được cái đi xa hơn còn cái cái mô hình nuôi gà đen ấy, là sẽ thành lập cái cái tổ hợp tác bán giống bán gà thịt để có thể là bán được đi xa với bán được cái số lượng nhiều thì lúc đó bà con sẽ có nguồn thu nó cao hơn là khi mà mình làm nhỏ lẻ thực tế cho thấy những mô hình kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu như nuôi ốc bưu gà đen ở cái sách tuy mới được triển khai thực hiện nhưng đã khẳng định được hiệu quả trong việc tạo thu nhập bền vững cho bà con nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai do biến đổi khí hậu hướng đến cuộc sống bền vững.